Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn làm việc với lại form ở trong app. Thì hôm nay tôi sẽ đi demo cho các bạn tạo làm cái ứng dụng. Và trong cái ứng dụng này thì tôi sẽ có một cái form, ví dụ là một cái form để cho người dùng nhập vào hai số chẳng hạn. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đi xử lý để cho nó tính tổng ra hai số chẳng hạn. Thì để xử lý và tương tác với lại form ở trong app, thì hôm nay tôi sẽ đi demo cho các bạn sử dụng một số cái tính năng mới của app Hook để làm cái demo này. Rồi tiếp theo thì để mà tìm hiểu về cái cách làm việc với lại form trong React á, thì các bạn hãy vô cái trang legacy.react.js.org và các bạn dùng doc này, rồi các bạn vô cái mục main của sếp này, rồi các bạn vô cái mục form này. Thì ở đây thì nó có giới thiệu về các phần tử form HTML á, thì nó làm việc có một chút khác so với lại cái phần tử DOM ở trong React. Thì các phần tử ở trên một cái form trong React á, thì thường thì nó sẽ có một số cái internal state, tức là cái trạng thái. Thì ví dụ như là ở trên cái form của các bạn thì các bạn có một số cái ô gọi là ô test field chẳng hạn. Thì khi người dùng người ta nhập dữ liệu vào cái ô test field á, thì cái ô test field nó sẽ có cái trạng thái và nó thay đổi cái trạng thái hay là thay đổi cái value. Thì để mà tương tác được với lại cái value hay là cái state, thì ở trong React thì chúng ta sẽ sử dụng cái gọi là biến state. Thì ở trong React Hook á, thì nó có cái hook gọi là hook siêu tay để mà chúng ta có thể móc được cái tay vào trong cái element. Thì hôm nay tôi sẽ đi demo cho các bạn tạo ra cái form và sau đó thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng cái hook gọi là hook siêu tay để mà tương tác với lại cái form này. Thì nếu mà các bạn nào chưa biết về hook á, thì các bạn hãy vô cái mục hook ở dưới này này. Rồi các bạn vô cái phần gọi là introducing hook chẳng hạn để mà tìm hiểu thêm về hook này. Rồi tiếp theo thì ở tại cái portal source code này thì bây giờ tôi sẽ đi mở một cái terminal, rồi sau đó tôi sẽ đi init cái project này. Thì tôi sẽ sử dụng thằng Xen React app để mà init project. Chẳng hạn như tôi sẽ có cái project là demo Conculay app chẳng hạn. Rồi tiếp theo tôi sẽ nhấn enter để nó init cái project cho tôi. Rồi, nó đã init được cái đồ Z cho tôi. Thì bây giờ tôi sẽ đi mở VS Code lên và tôi sẽ đi mở cái đồ Z lên. Và sau đó tôi sẽ đi tạt cái ứng dụng này lên. Đây, tôi sẽ đi mở cái VS Code lên rồi này. Thì bây giờ tôi sẽ đi open cái folder source code của tôi lên. Đây, tôi sẽ mở cái folder là demo Conculay app này. Rồi, theo tôi sẽ new một cái terminal mới này. Rồi theo tôi sẽ gian tạt để tạt cái ứng dụng này của tôi lên này. Đó, thì cái ứng dụng của tôi thì nó đã tạt lên như vậy rồi. Rồi theo tôi sẽ đi demo cho các bạn tạo cái form. Và trong cái form này tôi sẽ có hai cái ô test field để cho người dùng người ta nhập vô hai số. Và trên cái form tôi sẽ có một cái button. Và khi nick vô cái button thì chúng ta sẽ đi thực hiện tính tổng hai số. Rồi tôi sẽ quay lại VS Code này. Thì tôi sẽ đi bắt đầu đi chỉnh sửa lại cái giao diện này. Và tôi sẽ mở cái file app.js lên và tôi sẽ đi chỉnh sửa lại này. Thì ở chỗ này tôi sẽ có cái thẻ H2. Gọi là tôi sẽ có test là demo conculation app. Rồi theo chỗ này tôi sẽ có cái thẻ form. Rồi theo thì tôi sẽ design ra một cái form đơn giản. Thì tôi sẽ sử dụng cái table đây. Đây, trong table thì tôi sẽ có các thẻ như là TR này. Rồi trong thẻ TR tôi sẽ có cái thẻ TD. Rồi theo đây chỗ thẻ TD này tôi sẽ có một cái test cho nó là number 1 chẳng hạn. Rồi theo cái thẻ TD này thì tôi sẽ có một cái thẻ input. Thì input này tôi sẽ cho nó cái type bằng number. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái value. Thì value tôi sẽ để cho nó là bằng một cái chuỗi rộng. Rồi theo tôi sẽ copy cái thẻ TR này xuống này.
Tiếp theo tôi sẽ có cái number 2. Rồi theo tôi sẽ có thêm một cái thẻ TD nữa này. Thì cái thẻ TD này thì bên trong thì tôi sẽ có cái thẻ TD rỗng như vậy. Rồi theo ở chỗ cái thẻ TD này thì bên trong thì tôi sẽ có một cái thẻ gọi là thẻ bút tần. Thẻ bút tần này tôi sẽ cho nó cái giá trị là bằng sum chẳng hạn, tức là tính tổng. Và trong cái bút tần này tôi sẽ cho nó cái thai bằng bút tần. Rồi theo tôi sẽ nick cho say này. Rồi theo tôi sẽ lên lại trình duyệt này. Đó thì bây giờ các bạn thấy là cái trang giao diện của tôi thì bây giờ nó sau đây là cái tab là demo configuration app này. Và cái form hiện giờ nó như vậy. Thì tôi sẽ đi viết một số cái style để chỉnh lại cho cái form này chẳng hạn. Chẳng hạn là tôi sẽ sử dụng cái kiểu inline style cho cái thẻ form này. Thì chẳng hạn như tôi sẽ có cái style đây. Chẳng hạn là tôi sẽ cho nó cái mắc quick. Thì tôi sẽ cho là bằng ví dụ 700 pixel chẳng hạn. Rồi theo thì tôi sẽ cho nó cái margin. Margin tôi sẽ cho là auto. Rồi theo tôi nick cho size này. Rồi theo tôi lên lại trình duyệt này. Đó thì bây giờ các bạn thấy là cái form của tôi nó đã chỉnh ra giữa auto như vậy. Thì chẳng hạn như cái form này tôi sẽ chỉnh lại style cho nó ở chỗ cái mark quick này chẳng hạn như là còn ví dụ là 400 pixel thôi chẳng hạn. Rồi theo tôi nick cho size này. Đó để nó căn ra giữa hẳn cho tôi như vậy thì trông nó đẹp hơn. Đó. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi demo cho bạn xử lý để mà lấy ra được cái value mà người dùng người ta nhập cho hai cái object field là number 1 và number 2 này. Thì để mà xử lý được mà tương tác được với mấy cái object field này thì chúng ta cần phải sử dụng đến các biến tay và chúng ta cần phải sử dụng đến các hook gọi là hook view tay để làm việc được với lại tay ở trong một cái function command. Thì bây giờ tôi sẽ đi quay lại cho code và tôi sẽ đi demo cho bạn sau. Thì bên trên này tôi sẽ khai báo ra các biến tay này. Đầu tiên là tôi sẽ có cái biến là number 1 đi. Thì tôi sẽ có cái biến tay là number 1 này. Và tôi sẽ gán cho nó bằng cái hook siêu tay này. Và cái giá trị init thì tôi sẽ gán cho nó bằng một cái chuỗi động như vậy. Và tôi sẽ có hàm là set number 1 để mà set lại được cái value hay là để mà update được lại cái value cho cái biến number 1 này. Đây tôi sẽ copy chỗ này này. Rồi theo tôi sẽ có cái biến tay cho cái biến năm 2. Rồi tương tự tôi có cái hàm gọi là set năm 2 để mà set lại cái value hay là cập nhật lại cái tay cho cái biến năm 2 này. Và tôi cũng gán cho nó bằng cái hook siêu tay này. Và tôi cũng có cái init value cho nó là bằng cái chuỗi động này. Rồi theo thì ở cái thuộc tính value ở đây. Thì tôi sẽ gán với cái value này cho cái biến tay là năm 1 này. Đây tôi sẽ gán như sau. Đây tôi sẽ gán bằng năm 1 như vậy. Theo bên dưới thì tương tự thì tôi sẽ gán cho nó bằng cái biến tay là 52. Rồi theo để mà xử lý để mà lấy ra được cái data trong cái thẻ input này thì tôi sẽ có một cái sự kiện gọi là sự kiện on-chain. Thì trong cái sự kiện on-chain này tôi sẽ đi gọi đến một cái function để mà xử lý. Tôi sẽ viết code như sau. Thì trong cái function này tôi sẽ truyền vô cái đối tượng event. Thì đối tượng event là cái đối tượng mà cái thẻ HTML nó cung cấp cho chúng ta. Thì tôi sẽ gọi đến một cái function, thì tôi sử dụng cái arrow function này. Thì tôi sẽ có cái hàm gọi là handle chain number 1. Thì tôi sẽ có cái hàm gọi là handle chain number 1 này. Và tôi sẽ truyền vô cái event. Rồi theo tôi sẽ đi tạo ra cái hàm handle chain number 1 này ở trên này. Thì trong cái hàm handle trên number 1 này thì tôi sẽ đi thực hiện set lại cái value cho cái biến tay là number 1 này. Thì tôi sẽ gọi cái hàm set number 1. Thì cái set number 1 thì tôi sẽ truyền cho cái value từ cái event này. Thì tôi sẽ có cái event này chấm .target rồi theo là chấm .value. Thì tôi giải thích cho các bạn về cái event chấm .target chấm .value này. Thì cái event, tức là cái đối tượng event của cái thẻ HTML này nó cung cấp cho chúng ta. Đó. Thì event.target thì chúng ta sẽ lấy ra được cái đối tượng mà nó có cái event mà xảy ra. Thì ví dụ là nó lấy ra được cái target là cái thẻ input này. Và .value thì chúng ta sẽ lấy ra được cái value ở trong cái thuộc tính value ở đây. Rồi ngoài ra thì
khi chúng ta gọi event, chúng ta gạt chấm value thì chúng ta sẽ lấy ra được cái giá trị là cái giá trị kiểu trinh, thì chúng ta cần phải bạc nó về cái kiểu in là cái kiểu number để mà nó có thể xử lý tính toán được á, thì chúng ta cần phải bạc lại cái value. Thì chỗ này tôi sẽ có cái hàm bạc ở đây, tôi sẽ có hàm bạc in và tôi sẽ truyền cái event chấm target chấm value cho cái hàm bạc in này như vậy đó. Tôi theo là tương tự với lại cái thẻ input cho cái number true này, thì tôi sẽ tương tự tôi copy cái hàm on chain ở trên này xuống mà tôi chỉnh sửa, thì tôi sẽ có cái hàm gọi đến cái hàm gọi là handle trên num 2, và tương tự thì tôi sẽ copy cái hàm handle trên num 1 này xuống và tôi chỉnh sửa này, thì tôi sẽ sửa thành cái hàm gọi là handle trên num 2 và tôi sẽ set lại cái value cho cái biến num 2, thì tôi sẽ gọi cái hàm set num 2 đây. Rồi tiếp theo thì ở cái chỗ cái thẻ button này thì tôi sẽ có một cái sự kiện gọi là sự kiện onX. Thì ở trong cái sự kiện onX này tôi sẽ đi gọi đến cái hàm gọi là hàm handle confirmation để mà xử lý cái việc mà tính tổng. Thì tôi sẽ có một cái hàm gọi là handle confirmation để mà đi tính tổng này, thì tôi sẽ đi tạo ra cái hàm này. Thì qua lại trên này tôi sẽ đi tạo ra cái hàm handle confirmation này. Thì trong cái hàm handle confirmation thì tôi sẽ có một cái biến net là sum này. Là tôi sẽ bằng với lại num 1 cộng với lại num 2. Thì chẳng hạn như để mà sau này kết quả thì tôi sẽ anner này chẳng hạn. Tôi sẽ có cái anner này. Và theo tôi sẽ có cái dấu rectic này. Thì các bạn lưu ý là các bạn phải có cái dấu rectic như vậy. Đó thì các bạn sử dụng cái dấu rectic là cái dấu ở trên cái phím tab nha. Rồi theo thì tôi sẽ có cái test là sum of. Thì tôi sẽ có cái test là sum of này. Rồi tiếp theo tôi sẽ có cái dona này. Rồi mở đóng hoặc ngọn. Và tôi sẽ chuyển cái biến num 1 cho này. Đó thì tôi sẽ có cái sum of num 1 này. And này. Tiếp theo là tôi sẽ có cái cú pháp là dona rồi mở đóng hoặc ngọn. Rồi tiếp theo là num 2 này. Rồi theo là y này. Kết quả là này. Thì tôi sẽ theo tôi sẽ có cái dona này. Tiếp theo là mở đóng hoặc ngọn này. Tiếp theo là sum này. Thì tôi sẽ có cái hàm handle calculation như vậy. Đó. Rồi theo tôi sẽ nick to say này. Rồi tiếp theo tôi sẽ lên lại trình duyệt này. Rồi theo tôi sẽ đi nhập value cho hai cái test field cho hai cái biến là num 1 và num 2 ở trên này. Thì vì chẳng hạn như tôi sẽ nhập cho này. Chẳng hạn như tôi sẽ nhập cho num 1 là 1 này, num 2 là 3 này. Rồi theo tôi nick cho cái button sum này. Đó thì các bạn thấy là nó anner này là sum of 1 and 3 là 4 này. Đó, tức là cái kết quả xử lý của nó đã đúng rồi này. Đó, thì như vậy là hôm nay tôi đã demo cho các bạn làm việc với lại form ở trong React. Thì đây là một cái demo đơn giản với lại làm việc với lại form trong React thôi. Thì ngoài ra thì nếu là các bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn về cái cách làm việc với form ở trong React thì các bạn thể vô cái trang tài liệu của thằng React là negocy.react.js.org và các bạn đọc về cái bài về form ở đây này. Đó. Rồi ngoài ra thì nếu mà các bạn nào muốn học nâng cao hơn về React thì các bạn hãy vô cái trang Udemy và các bạn tham gia vào cái khóa học gọi là khóa học React chuyên sâu của tôi. Thì ở trên Udemy thì tôi sẽ có một cái khóa học gọi là khóa học React chuyên sâu với lại Bootstrap Master UI. Thì các bạn hãy lên cái trang Udemy và các bạn tham khảo cái khóa học này của tôi, và nếu mà các bạn nào muốn học thì có thể đăng ký để mà tham gia vào cái khóa học này. Đó thì như vậy là hôm nay tôi đã demo cho các bạn xử lý một cái form gọi là cái form đơn giản ở trong React. Đó thì tôi xin tạm dừng video dẫn vào tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.